Chân sút người Brazil Richarlison của câu lạc bộ Everton gây bão trước trận derby vùng Merseyside trên sân Goodison Park lúc 1 giờ rạng sáng mai 22/6. Khi đánh giá thấp trung vệ Van Dijk của Liverpool, theo Richarlison khi trả lời phỏng vấn kênh Desimpedido mới đây nói, mọi người xưng tụng Van Dijk quá thể. Đúng, không thể thừa nhận anh ta là một trung vệ rất giỏi, nhưng nên nhớ tôi cũng đã từng vượt qua anh ta không ít lần. Anh ta cũng được chọn vào top 3 trung vệ giỏi nhất hàng đầu thế giới, nhờ đã có một mùa giải xuất sắc hiện nay. Nhưng với tôi, giỏi cỡ Van Dijk còn kém rất nhiều người hiện vẫn còn thi đấu. Cũng theo đó, Richarlison trả lời những trung vệ giỏi hơn và chơi hay hơn Van Dijk là các trung vệ kỳ cựu như Thiago Silva, Marquinhos đều của Brazil hiện chơi cho PSG và Sergio Ramos của Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha. Nhận định thấp về Van Dijk cho thấy Richarlison một cầu thủ ít khi lên tiếng bình phẩm về ai này cho thấy rõ sự quyết tâm tiếp tục vượt qua đối thủ này, cũng như giúp Everton có cơ hội hạ bệ kình địch cùng thành phố và phải tiếp tục chờ đợi ngày đăng quang. Ai cũng biết Everton không bao giờ muốn kình địch Liverpool được hưởng niềm vui chiến thắng ngay tại thánh địa Goodison Park. Huống hồ đây còn là cơ hội để đoàn quân đỏ tiến thêm một bước nữa sớm đến ngôi vô địch ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 30 năm. Hiện Liverpool chỉ cần 2 chiến thắng nữa trong 9 trận còn lại là đăng quang. Trước khi mùa giải tạm hoãn, Liverpool trải qua cú sốc thua Watford 0-3 khiến mất cơ hội có mùa giải bất bại. Còn Everton có 3 trận không biết mùi chiến thắng, thua Arsenal 2-3, Chelsea 0-4 và hòa Manchester United 1-1. Sau một giai đoạn dài nghỉ đấu vì đại dịch, theo huấn luyện viên Jurgen Klopp đánh giá, Everton nay sẽ là đội bóng khác hẳn so với trước đây, vì họ có huấn luyện viên lão luyện Carlo Ancelotti đã có khoảng thời gian cần thiết để phân tích kỹ điểm mạnh yếu của đội bóng và sửa đổi đáng kể. Nói về Everton hiện nay, phải nói đó là một phiên bản Napoli hay những đội bóng lớn mà Ancelotti từng dẫn dắt. Everton sẽ chơi theo cách ngăn chặn chúng tôi chơi bóng như Napoli từng áp dụng, và đây sẽ là thử thách mà chúng tôi phải tìm ra được những khoảng trống để hóa giải họ. Sẽ không dễ, vì Everton nay đã trở nên khó chịu hơn so với khi Liverpool đã thắng 5-2 ở đầu tháng 12 năm ngoái. So sánh Everton giống Napoli, huấn luyện viên Klopp rõ ràng là e ngại, vì Napoli từng đánh bại Liverpool 2 trận, hòa 1 và chỉ thua 1 khi đối đầu ở vòng bảng Champions League 2 mùa liên tiếp gần đây. Trong khi đó, sau phát biểu của Richarlison về Van Dijk, cựu cầu thủ Liverpool, Jose Enrique lên tiếng cảnh báo tiền đạo người Brazil, Richarlison, cậu đã làm cho Van Dijk nổi điên. Hãy dè chừng đấy, tôi tin chắc cậu sẽ bị Van Dijk làm cho tắt điện ở trận derby vùng Merseyside. Richarlison mùa này đã ghi cho Everton 12 bàn trong 31 trận.